Em ơi, cái rêu này thì tí mình sẽ chế biến kiểu gì? Xong rồi cho vào chậu, xong rồi cho hành vào, ớt vào, xong rồi gói với đá chuối. Thế à? Rêu sau khi lấy ở suối về phải qua công đoạn là làm sạch các bạn ạ. Em bé này ngủ luôn trên lưng mẹ rồi. Cái này thì nó mình cũng nướng nhỉ? Vâng ạ, nướng giống cá. Nướng giống cá à? Thôi mình cuốn lá chuối mình nướng đúng không? Vâng. Khi mà rêu lấy ở suối về ấy, là mọi người phải đập lấy búa lấy ấy đập cho nó ra hết những cái bẩn đi và còn lại rêu thôi. Nhưng mà đây là cái rêu này ấy. Đây để mình bóc cho con xem. Đây cái rêu này ấy, là mọi người đã đập xong rồi nhá, đập rồi. Bây giờ chỉ cần rửa lại một lần cuối sạch để cho lên nướng thôi. Đấy, mấy chị em đang làm sạch món rêu. Giới thiệu với các bạn, đây là cái rêu này sau khi được làm sạch, tẩm ướp gia vị mắm môi muối chính, hạt dổi mắc khén và ớt các bạn ạ. Thì hành bây giờ là sẽ tiến hành nướng. Đó. Gói vào sau đấy cho lên nướng. Này phải xoay liên tục không nó cháy đấy nhỉ. Đây các bạn ạ, đây là cái món rêu đây. Tiếng Thái gọi là gì? Kép bình à? Kép bình. Ồ. Giờ mà anh em sẽ liên hoan cái này trước. Bây giờ này ăn cả cái mấy cái này trước các bạn ạ. Đây là đội anh em riêng anh em đầu bếp nhá. Ui bỏng lắm. Không phải cứ mấy mà hơi bỏng ấy nhá, cẩn thận bỏng lắm. Lần ra cả lưỡi rồi.